Sau khi mà được sự giúp đỡ của huấn luyện viên cá nhân, mình đã giảm được 9kg trong vòng 2 tháng. Mình nghĩ đó là một khoảng thời gian mà mình nỗ lực không ngừng nghỉ. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu với Fit for Women nhé. Hôm nay anh Quasi sẽ hướng dẫn cho Olivia về các bài tập về xây dựng về sức mạnh, đúng không anh ạ? Dạ. Build and Train là một bài tập về sức mạnh. Thì khi mà nói về sức mạnh đó, thì phụ nữ hay nghĩ là mình sẽ bị to ra và thô hơn. Nhưng mà thực sự khi em tập đúng cách về bài tập sức mạnh để giúp cho cơ mình phát triển tốt hơn, thì mình sẽ càng gọn gàng và càng sexy hơn, giống như Olivia hiện tại đây. Mình sẽ có 3 động tác thôi. Thứ nhất là deep squat để tập về đùi và mông. Thứ hai là shoulder press. Shoulder press thì nó sẽ giúp cho cái phần vai phát triển. Và đối với nữ, khi vai của mình gọn gàng hơn thì mình sẽ mặc áo, ví dụ như là áo dây, nó sẽ show được cái đường cong của mình hơn. Và cái cuối cùng là Promedian Deadlift. Thì đối với động tác này, nó sẽ giúp cho mình fit cái phần đùi sau, phần mông. Bây giờ mình sẽ set up động tác trước nha. Hai chân mình sẽ rộng bằng vai nè. Đúng rồi, mở mũi chân ra khoảng 30 độ nha. Yeah, rồi bây giờ mình sẽ cầm tạ lên. Ok, cầm thẳng lên trước. Rồi, kế tiếp nữa thì mình sẽ mở cái phần vai mình ra. Yeah, siết chặt lại. Đối với động tác này á, nó sẽ tác động vào cái phần đùi, mông, ở phần lưng và phần vai của mình nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu. Go. Xuống hết vào. Yeah, lên thở ra. Ok, xuống, giữ. Up, mạnh. Đúng rồi, good. Tiếp tục. Cái ở động tác này mọi người chú ý á, là khi mình xuống thì cái vai mình được mở rộng ra. Ha, thường là mọi người sẽ bị chờ cái phần vai về phía trước và nó sẽ không tác động vào cái phần đùi và mông của mình. Ok, straight. Đúng rồi, good. Good. Tiếp tục, two. Thì đối với động tác này mình sẽ dùng cái là medicine ball. Ha. Trước tiên khi set up động tác á, cái bóng được đặt sát vào ngực. Mở vai ra, cái chỏ đẩy lên phía trước tí xíu, đẩy chỏ lên. Rồi bây giờ mình sẽ siết cái phần hông, tất cả một hông dưới đều siết chặt lại hết. Rồi bây giờ mình sẽ thực hiện động tác stretch lên trên, thở ra. Yeah, xuống chậm thôi, xuống chậm. Đúng rồi, up lên, thở ra. Và cái biên độ xuống của mình á, xuống tới đây thôi. Đúng rồi, giữ lại và lên, cố gắng là siết chặt phần hông, nó sẽ tác động vào phần vai của mình. Tiếp tục. Two. Yeah. Ok. Good. Thì cái động tác deadlift này nó sẽ vào phần đùi sau, phần mông, phần lưng. Và cố gắng mình kiểm soát cái phần vai của mình. Đẩy tạ lên trước. Động tác over. Bỏ phần vai ra. Tạ đi xuống phía ngay trước mũi chân. Đúng rồi, xí cái phần lưng lại. Đúng rồi. Và nhớ một điều đối với động tác này là cái phần đùi, cái khoảng cách này của mình nó phải một góc từ 75 độ trở lên ha, đừng có quá thấp, nó sẽ không vào cái phần đùi sau mình. Ok, bây giờ sẽ tiếp tục. Yeah, lên, thở ra. Good, tiếp tục. 3. Hy vọng là những cái bài tập ở trên sẽ giúp cho các bạn fit được cái body của mình nhanh nhất và trong thời gian ngắn nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Fit for Women Office Lady. Hãy vui lòng comment ở bên dưới video để chúng ta cùng thảo luận các vấn đề tiếp theo nhé. Nhấn like và subscribe nếu các bạn thích video này.